Ngày 17 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã họp kỳ họp thứ 16. Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung. Một, xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hữu Thọ, nguyên bí thư chi bộ, nguyên cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh. Nhận thấy, với cương vị là bí thư chi bộ, cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh, Đồng chí Trần Hữu Thọ thiếu sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm, Khuyết điểm trong ngành thi hành án dân sự tỉnh. Trong đó có một số vi phạm nghiêm trọng xảy ra tại chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt, dẫn đến một số cán bộ bị xử lý kỷ luật, có trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, cơ quan, nơi đồng chí công tác và ngành thi hành án dân sự tỉnh xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng, ủy ban kiểm tra thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí trần hữu thọ. Hai, xem xét kết quả kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ thành ủy và ủy ban kiểm tra thành ủy đà lạt trong thời gian qua, ban thường vụ thành ủy và ủy ban kiểm tra thành ủy đà lạt cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm. Ủy ban kiểm tra thành ủy yêu cầu Ban thường vụ thành ủy và Ủy ban kiểm tra thành ủy Đà Lạt phát huy ưu điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm hạn chế đã chỉ ra. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra thành ủy đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.